Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cần thiết lập lại mối quan hệ giữa đảng và dân nếu muốn tinh giản bộ máy. Ngày 16 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Muốn tinh giản bộ máy, cần phải làm gì trước mắt? Của tác giả Lê Thần, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng. Theo đó, tỷ lệ chi thường xuyên chiếm tới 70% ngân sách nhà nước, gây cản trở cho các khoản đầu tư phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội và đảm bảo an ninh quốc gia, tác giả đề cập đến một loạt nghị quyết trung ương về cải cách hành chính, nhưng thực tế vì cải cách vẫn chưa hiệu quả. Nguyên nhân gốc rễ nằm ở cách tổ chức và vận hành bộ máy hiện nay. Đảng đóng vai trò độc quyền trong quản lý đất nước, tương tự mô hình phong kiến nước của vua, nhưng thay vào đó là vua tập thể. Và đây là hình bài trên AFA. Theo tác giả, hệ quả là quyền lực của nhân dân hoàn toàn chỉ là hình thức, bộ máy vận hành theo nguyên tắc quân đội chung với đảng, công an còn đảng còn mình, thay vì hướng đến lợi ích thực sự của nhân dân. Đây là lý do tại sao tinh giản bộ máy không chỉ là bài toán kỹ thuật mà đòi hỏi một sự đổi mới toàn diện và triệt để về thể chế. Để tinh giản bộ máy, cần xác lập lại mối quan hệ giữa đảng và dân, trong đó người dân phải thực sự làm chủ đất nước. Tác giả nhận định cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản như sau. Thứ nhất, trao quyền cho nhân dân Thứ hai, sử dụng ngân sách hiệu quả. Thứ ba, trách nhiệm giải trình. Tác giả dẫn kiến nghị khẩn cấp về cải cách thể chế ngày 3 tháng 11. Các tổ chức xã hội dân sự trong Nam, ngoài Bắc đã chia sẻ quan điểm với Tổng bí thư Tô Lâm rằng thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Để giải quyết vấn đề tận gốc rễ, cần một cuộc đổi mới lần thứ hai, cả về nhận thức lẫn hành động. Tất nhiên, chuyện này phải có lộ trình. Tác giả đề xuất các biện pháp cấp bách cần làm ngay bao gồm như sau. Thứ nhất, sát nhập các tổ chức trùng lập giữa đảng và chính quyền. Thứ hai, giảm cấp phó và tinh giản chức năng chồng chéo. Thứ ba, các ngân sách cho các đoàn thể. Thứ tư, quốc hội thực quyền. Thứ năm, giải tán các hội đồng nhân dân cấp địa phương. Và đây là hình tứ trụ Việt Nam hiện nay từ trái qua phải Trần Thanh Mẫn, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cược. Tác giả cho rằng lịch sử thế giới đã chứng minh, nghèo đói và lạc hậu chủ yếu bắt nguồn từ thể chế yếu kém và không hợp thời. Sự phát triển vượt bậc của Tây Đức so với Đông Đức trước đây, Nam Triều Tiên so với Bắc Triều Tiên hay Canada so với các nước Trung Nam Mỹ hiện nay là những bằng chứng rõ ràng nhất. Tác giả nhận xét, Tổng bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay đã nhận ra rằng thể chế là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển. Các vị đều kêu gọi, dân tộc hãy bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mới đòi hỏi một bộ máy hoạt động hiệu quả một nền kinh tế năng động và một xã hội công bằng đây không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là điều kiện tiên quyết để việt nam hòa nhập vào dòng chảy văn minh và tiến bộ của nhân loại tác giả kết luận tinh giản bộ máy không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là một bài toán phức hợp về thể chế và ý chí cải cách để đạt được một bộ máy hiệu quả gọn nhẹ và thực sự vì dân do dân cần giải quyết triệt để mối quan hệ giữa đảng và nhân dân đồng thời thực hiện một cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc bài học từ thế giới và từ chính những tồn tại của bộ máy trong nước đã chỉ ra rằng sự phát triển bền vững chỉ có thể đến từ một thể chế dân chủ minh bạch và trách nhiệm đây là thời điểm mà việt nam cần dũng cảm thay đổi vì một đất nước thịnh vượng và nội nhập theo tác giả kỷ nguyên mới sẽ không chờ đợi những bước đi nửa vời đổi mới lần thứ hai phải bắt đầu ngay từ hôm nay với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần thiết lập lại mối quan hệ giữa đảng và dân nếu muốn tinh giản bộ máy. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Số phận Nguyễn Xuân Phúc đang lơ lửng như chỉ mạnh treo chuột. Ngày 15 tháng 11, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận Số phận Nguyễn Xuân Phúc và chính trường Việt Nam từ nay đến đại hội 14. AFI cho biết chính trường Việt Nam hiện nay có 3 chuyển động liên quan đến các lãnh đạo trên thượng tầng. Và đây là hình bài trên AFI. Chuyển động thứ nhất là vụ việc cận vệ của ông Lương Cường bị bắt vì lạm dụng tình dục ở Chile ngay trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của vị chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC, tiếp tục bị truy tố, kết án là chuyển động thứ hai. Và chuyển động thứ ba xảy ra ngày 2 tháng 11, khi truyền thông nhà nước loan tin, ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, bị truy tố. Trong ba sự kiện liên quan đến chính trị thượng tầng nêu trên, vụ việc Mai Tiến Dũng làm phát lộ nhiều chuyển động đằng sau hậu trường chính trị Việt Nam rõ ràng nhất. AFA cho biết, ông Mai Tiến Dũng trở thành chủ nhiệm văn phòng chính phủ đầu tiên ở Việt Nam bị bắt giam và khởi tố vào ngày 30 tháng 4. Điều đáng chú ý là, theo truyền thông nhà nước, ông Dũng khai được cấp trên chỉ thị giải quyết các yêu cầu của công ty Sài Gòn Đại Ninh dẫn đến những quyết định trái pháp luật vào năm 2020. Việc truyền thông nhà nước đưa tin về cấp trên của cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã gây xôn xao trong giới quan sát chính trường Việt Nam bởi vì cấp trên cao nhất của ông Dũng trong giai đoạn xảy ra vụ án là cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Và đây là hình cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lời khai của ông Mai Tiến Dũng và chỉ đạo của cấp trên cùng là chỉ đạo của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn nhất quán với các chỉ đạo trước đó của ông, đã mở ra cánh cửa đưa lưỡi gươm của Bộ Công an đến gần ông Phúc. Theo AFA, câu hỏi đặt ra là lúc này liệu đảng cầm quyền sẽ phá lệ, truy tố cả thành viên tứ trụ dù đã về hưu hay không? Thông điệp gì sẽ được gửi cho hệ thống chính trị nếu truy tố cả thành viên tứ trụ? AFA dẫn lời giáo sư Katia từ Úc cho rằng, Đại hội đảng 14 sẽ đánh dấu một khởi đầu mới cho Việt Nam vì sự kiện này sẽ thay đổi lãnh đạo của đảng trong ban chấp hành trung ương, bộ chính trị và ban bí thư. Theo ông, một đường lối mới sẽ được vạch ra, bất kỳ viên chức nào đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cao cấp trong đảng và nhà nước bao gồm cả tứ trụ, sẽ nhận được một thông điệp rõ ràng rằng tham nhũng và không giám sát nghiêm ngặt cấp dưới sẽ phải chịu hình phạt. AFA lưu ý, nguyên tắc bất thành văn, không trảm tứ trụ ít nhất cho đến nay vẫn được duy trì. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị trảm, thì đây là lần đầu tiên một tứ trụ bị xử lý hình sự. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nhà phân tích chính trị, cho hay ông Nguyễn Xuân Phúc dù đã về hưu nhưng vẫn nắm trong tay khả năng ngán đường tổng bí thư Tô Lâm và vì vậy ông Phúc sẽ là đối tượng cần bị loại bỏ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Vẫn theo AFA, các nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận định rằng quyết định của giới lãnh đạo đối với số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc rất có thể sẽ ảnh hưởng tới đi hay ở của các thành viên tứ trụ hiện thời. AFA dẫn bình luận của giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho rằng trên đường đến đại hội 14, số phận ông Nguyễn Xuân Phúc bị treo lơ lửng ở thời điểm này qua việc công bố lời khai của ông Mai Tiến Dũng trên báo chí, cũng như các sự kiện khác như vụ án AIC liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vụ việc bất ngờ của cảnh vệ Chủ tịch nước Lương Cường bị bắt ở Chile vì quấy rối tình dục đều đang góp phần củng cố con đường đi đến Đại hội 14. Sự kiện sẽ quyết định ban lãnh đạo nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2030. Các nhà quan sát chia sẻ một nhận định chung rằng ông Tô Lâm sẽ là một trường hợp đặc biệt duy nhất tại đại hội đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Số phận Nguyễn Xuân Phúc đang lơ lửng như chỉ mạnh treo chuông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.